Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Theo đó, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch. Để được mở cửa trở lại, các cơ sở cần đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí an toàn. Thứ nhất, cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Thứ hai, cơ sở cần bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu và chứng từ liên quan. Thứ ba, người lao động, khách hàng, người giao nhận hàng, người liên hệ phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Những người này cần được tiêm ngừa vaccine COVID-19, thực hiện xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Thứ tư, cơ sở kinh doanh phải có biện pháp kiểm soát phòng chống COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế đối với người lao động và người ra vào. Các đơn vị phải bảo đảm quy tắc 5K đo thân nhiệt. Thứ năm, cơ sở phải bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt khu vực khác, bảo đảm khoảng cách giữa hai người tối thiểu 2 mét, trang bị nước rửa tay, sát khuẩn, có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô dùng một lần. Thứ sáu, cơ sở phải xây dựng kế hoạch và các phương án phòng chống COVID-19. Khu vực ăn uống bảo đảm mật độ tối thiểu 4 m vuông một người, khoảng cách tối thiểu 2 m hoặc bố trí vách ngăn. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải bảo đảm 5 tiêu chí đầu tiên mới được hoạt động. Tiêu chí thứ sáu áp dụng với cơ sở kinh doanh ăn uống tại chỗ của cơ quan, doanh nghiệp có tổ chức khu vực ăn uống cho nhân viên. Đối với các hoạt động của siêu thị, cửa hàng thực phẩm, cửa hàng tiện lợi, ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị tuân thủ theo năm tiêu chí: cụ thể có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định, khu vực kinh doanh bảo đảm mật độ tối thiểu 4m vuông một người, khoảng cách tối thiểu giữa hai người là 2m, bố trí khu vực giao nhận sản phẩm có bằng trung chuyển và tách biệt với khu vực khác, bảo đảm khoảng cách giữa hai người tối thiểu 2m. Người lao động đến cơ sở phải thực hiện đúng hướng dẫn của ngành y trong công tác phòng chống dịch COVID-19.